Hello, chào mấy bạn. Mới vô vườn, mới tưới cây xong, mặt mày dày dặn luôn. Giờ đi vòng vòng có cái gì để mình hái mình thu nha các bạn. Cái này mới tưới thôi à, chứ chưa có đi kiểm. Thành ra giờ đi vòng vòng có cái gì không nha các bạn. Theo chân mình nha. Có mây chai đầu rồng đây. Kệ, có mây chai, hai mây chai. Đó. Ôi, cái đường đi giờ nè các bạn coi nè. Đó. Cát đá xi măng không rồi sắt nữa, mình đi mình phải cẩn thận chứ không cẩn thận nó vô dò cái là chết nha các bạn. Thành ra vừa đi vừa quay phim cũng hơi khó khăn. Đó. Giờ có nhiều lụm nhiều. Rồi kệ bạn ơi. Từ cắt cỡ tuần lễ mấy ông thợ này ông xong xuôi rồi cái thước đó mình túi táp cái giường gì đó lại bạn. Còn giờ hỏi ơi nè, nó đá rồi nó văng tùm lum ra thế mấy bạn. Còn mình cũng thấy vậy cái mình cũng làm biến nữa, với mình tràn vàng chỗ mấy ông thợ mấy ông mận á, rồi mấy ông cũng không vui nữa. Thôi mình thấy vậy cái mình không có đi vô bạn. Mình vô rồi mình tưới nước rồi coi có cái gì cái mình quơ đại dăm ba cái cái mình đi về hả bạn, chứ không có trồng thêm cây thêm rau gì khác hết trơn á. Mà ai đây hái bên kia các bạn, đây được vô đây rồi nè bạn. Đây, đi vòng bên kia coi có cà nâu gì không mấy bạn. Cà nâu nữa bạn, bự bự rồi mà chưa thấy trái chăng gì hết trơn. Ôi trời, đây đó, đây nữa nè. Ồ, hái mà sót quá nè, đây nè. Trời, nó coi chinh đọt được quá trời luôn. Đây nè, còn đây 4-5 trái cho nên nè. Đây nè, đây. Đây, đây còn trái nè. Rồi, kiếm kỹ coi còn không nha bạn. Để mình nhìn kỹ trên mấy cái cây này kìa. Không kèm có nghĩ tới. Rồi. Các bạn coi cà chua mình trồng thấy gớm không? Đúng là cà chua mình trồng không được các bạn. Này cũng được mấy cái bông rồi nè. Mà nó nằm đặt dẹo vậy đó. Nản. Đây, đây là cà nâu này là lá mà bị héo vậy là ở trong nó có bị cái con sâu đục thân đó bạn. Ngay khúc này nè. Nè nè bạn thấy cái lỗ không? Đó mấy bạn thấy cái lỗ của nó không? Đó. Là sâu đục thân nó đục các bạn. Một vàng cà nâu dài đẳng luôn, thấy không? Đây một vàng luôn nè. Đó, rồi cà pháo nữa. Mà chưa thấy trái chăng gì trơn bạn ơi. Đây thấy có buồn chuối chín nè bạn. Chín cây luôn. Trời ơi rồi, hái đi. Mình giờ mình chặt nó. Chà. Cũng hơi khó để nó ngã nó đè lên cái vàng này nè bạn. Đó nè. Cũng hơi khó ăn nó à. Giờ phải kéo nó ngược về qua mấy bên kia các bạn ơi. Đó, cái buồn chín bối luôn. Từ từ chói nắng quá. Phải kéo ngược nó về bên đó chứ không mấy là nó đè sập cái vàng bên đây các bạn. Chà, chắc mình phải buông tay phụ mới được bạn ơi. Nha, buông tay phụ. Mình cho nó đè, à, trời ơi, chú chín bối rồi, thấy không bà. Đó, cho đè lại cây đỡ nè bạn. Rồi giờ mình chặt nó nè. Wow. Đây. Chín cây luôn, thấy chưa. Đó, ngày nào vô cũng có bùn chín cây hết. Cha, bữa nay này có bị rẹp rồi. Rồi đó giờ chú của mình ít khi nào bị rẹp rầy lắm. Trời, cái túi cây nó quận xình. Rồi, nãy giờ được như đây đầu gồng nè bạn. Đó. Bây giờ buồn chuối ha, giờ đi vòng vòng kiếm cái còn gì không nha bạn. Có nhưng mà có cà pháo mấy bạn. Đây, trời được coi trái bí của mình đây bạn. Thế thường ha. Rồi giờ mình đi hái ít cà pháo mấy bạn ơi. Mình thấy có ít nè. Giờ phải đi mò mò mới được, tại nó không có nằm tập trung ở chỗ đây. Trời ơi, đi nè bạn. Bữa nay trái cũng thấy thương quá nè, thấy không. Ồ, khá khá ha, hái đi. Bây giờ cà pháo này mình hái mình giật ngược nó lên là nó ra hả bạn nè. Thường ha, chai nhỏ nhỏ nhỏ. Đó. Ý dạ. Trời ơi. Đó, đây nữa, đây nữa. Đây, bên đây nữa. Và cái cây này nãy giờ mình hái được 6 trái luôn bạn. Cây này được 6 trái luôn. Đây. Đi vòng bên kia bạn, bên kia có một cây mà nó bị dây leo leo ngã kìa. Nè bạn, có cây này nó ngã ngã nè, kéo đầu nó lên coi. Ồ, được rồi, nè. Có trái nè bạn, nè. Trái này nó hơi nhỏ, mới đậu. Đó. Đây.
Trời ơi, nó bị cái dây, bí xanh nè bạn. Lèo đầu nhỏ quá. Mở nó ra cho nó bò xuống dưới này. Đó, ở đây đây còn này bạn. Đó. Rồi, kiếm cây khác bạn ơi. Kiếm cây khác đây. Giờ qua mấy cây bên đây trước đi rồi qua lại bên kia các bạn. Còn mấy cây bên đây không gà nó có đậu trái ha. Đây bên đây có mấy cây mà bạn. Đâu. Chà, trái mất cái chú tí nị nè bạn, nè. Nè. Nhưng mà cỡ này mình hái đi. Đây. Đây là cái bông đó, đây, đây nữa nè bạn. Đó. Hái luôn đi bạn ơi. Mỗi lần hái cho nó cùng đợt á, ăn có ăn. Đây, bên đây nữa cây này khác nè. Đó. Này không có phân nè. Chắc bữa nào mình nhổ nó vô trong chậu mình trồng nó cái mình cho phân được nó mới tốt trái nó mới nhiều hay sao bạn. Để bữa nào mình nghiên cứu mình nhổ nó vô coi. Không gầy nản nản cái gì không có làm mấy bạn ơi. Cái bên đây. Trời ơi, cái bên đây trái to nè. Nè. Ý vô một trái nè, đây nữa nè. Đó, hai trái nè. Còn mấy này này trái con nó mới đậu nữa bạn ha. Bên đây cây này coi. Cây này không có. Rồi, để đi kiểm cây khác rồi bạn ơi. Nè. Này mướp dạng như giống như mướp đĩa vậy bạn, nhỏ nhỏ nè. Đó. Được nói cà ha. Rồi. Đi quanh kia có nữa không bạn? Bên đó đó bạn. Bên đó được cũng mấy cây bạn bên kia các bạn. Rồi đó rồi có không? Ai da. Ồ có này bạn. Đây. Cây này được có con trái các bạn ơi. Trái này nhỏ xíu à. Hái luôn đi. Đó. Rồi, qua cây này có không? Nó bị sâu nữa nè bạn. Sâu đục thân nó bị héo như vậy nè nha bạn. Đó. Nè, thấy không? Cái thân ngay chỗ này nè. Nó có cái lỗ nè bạn, thấy không? Đó. Ồ, đây con trái nè. Mấy trái con mới đậu thôi. Bên đây, qua bên đây. Đây. Cây nào cũng có trái hết, dễ thương các bạn. Cây được vài trái, trồng cả chục cây gom lại hái được ít nè. Đó nó về cũng nhiều nè ha. Cà pháo nha, chín tông nha, chín tông cà pháo nha bạn. Mình còn ít atiso đỏ nè bạn, chắc mình gạch gảnh để mình hái lần cuối cùng này. Này là lần cuối cùng mình nhổ cây luôn bạn, tàn rồi bạn ha. Để chừng nào gảnh mình quỳnh lại mình hái đó. Giờ mình đi mình kiểm coi có cái gì mình hái nữa không nha bạn. Nãy giờ mới được có vậy nè, đậu gồng cà pháo với mấy trái mướp đĩa rồi bạn. Đó. Mới tưới cây hình ra đường nó trơn các bạn. Đi cũng cẩn thận sợ té. Đó, được bùn chuối đằng kia nữa kìa. Tại mới tưới nữa ngã nghiêng ngã ngửa vậy nè bạn. Hôm bữa nay mới thấy có trái ớt này nó chín mà nó không có bị hư nè các bạn. Ớt sừng trâu vàng nha bạn. Đó, trời ơi hổm gài nó chín nhiều nè bạn. Nè, nó hư là mình dục nè bạn thấy không? Có ăn gì được. Đó, bữa nay mới thấy được trái chín. Thôi. Ok, đi vòng. Trời ơi, trái dưa pepino này nay bự bạn, mới có 2-3 bữa mình không vô. Nè. Ôi, thấy thương nó nãy to hơn rồi nè bạn. Trời, trái này ngon lắm nha bạn. Mình cưng nó dữ lắm mấy bạn ơi. Ồ, được rồi, bên đây ba thù lù nó rụng kìa. Tính không hái mà thấy nó rụng. Thôi. Đây, thấy có cái gương này nè bạn. Cũng hộp, cũng to to nè. Đó, bẻ. thử nha. Ăn luôn coi. Con tài hơi khó. Đó. Ngon quá. Ăn hết này luôn. Lên tới ban công của sân thượng nhà mình nữa các bạn. Chủ yếu này lên đó là tính hái lá sâm mà. Quay về nó hơi tối, hái lá sâm ha. Phe với mấy bạn coi nè, cái cốc á. Đó, nở bông nữa nè. Thấy cái bông đó các bạn. Đó, thấy cái bông cốc chưa? Chèo quá. Đây cái bông cốc. Trời đất ơi quay sao mà thấy vậy ta. Rồi. Cái kiểu đó không thấy. Đây. Đó, cái bông cốc bên đây đang bông nữa nè bạn. Đó. Còn cái chùm bữa hổm ở đây nó mới bị gãy các bạn, cắt rồi. Bây giờ chủ yếu là hái ba lá xanh này bạn, quá chừng đi ha. Táo thì hơi cũng quá chừng chừng. Đây bên nhà người ta sửa
cửa lại bạn, xây lộ, làm lộ làm xong rồi. Bên mình cũng giờ làm chuẩn bị cũng làm ra y vậy nữa bạn, cũng gần gần. Ở trong vườn cũng gần gần, đây cũng gần gần. Trái quá trái luôn, không biết trái này chín chưa. Thôi. Có mấy trái táo bự ngoài đó đó bạn. Mà bữa hổm á bạn, đây mình kéo cái nhánh táo vô á. Cái nó gãy bạn thấy không? Đó. Kéo vô mình hái mấy trái bự đó đó. Cái nó gãy, thôi kệ nó đi. Đó, rồi. Có ba trái nho duy nhất nè bạn. Rồi. Các bạn thấy không ta, đó, đó có ba trái duy nhất rồi, nay chuyển màu rồi, lại nó đen đen chút nữa hái ăn nha bạn. Đây. Mấy cái bông lan hoàng dương của mình nè bạn, mấy bạn thấy nó rủ xuống không nè, đó nó rủ nó thòng 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 nhiều nhánh lắm bạn nè, bắt đầu nó ra nữa nè, đó quả chừng luôn nè, rồi bên đây nữa nè, đó mày mốt nó sẽ rủ rồi nó dài như vậy đó nha bạn, đó cái mình cho nó thòng xuống dưới sân thượng vậy đó, cái dưới nhìn lên nó đẹp ha. Rồi giờ chủ yếu đi hái mớ lá sâm nè bạn ơi. Bây giờ mình đi hái đại nha, lá cũng dốt dốt thôi chứ đừng có già quá mà cũng đừng có non quá ha, là nhồi cái sâm nó dai dữ lắm mấy bạn, quá chừng luôn. Bữa nay mình thấy nó nhiều dữ rồi nè, nên mình đi hái đi đặng cho dưới nhìn lên nó thoáng nữa bạn, nó cũng không có che nắng mấy cây dưới nè, chủ yếu mấy cây này hoa nè bạn, nhưng mà trồng để chưng Tết nè, thấy không, cúc là giang thọ nè, cúc đồng tiền đó, chủ yếu để dành chưng Tết đó bạn. Bây giờ mình đi rảnh mình thu này đi, quả chừng luôn ba cái lá sâm. Bữa nay nó ê má ơi, con ong ong rồi rồi, trời ơi, nó bay vòng mình thấy ghê, leo xuống có con ong ong kìa bạn, đây nè đây nè, trời đất ơi đó bạn, trời đang hái cái tự nhiên nó bay vòng mình bạn, ghê quá, không mình leo xuống đây nè, rồi đổ hết trơn rồi, hái bỏ thao đổ ra ngoài đất rồi quảng hồn quảng vía, rồi đứng ở dưới này hái không leo đó đâu, ghê quá. Rồi hãy leo lên cái mắt cong có gì nó ít mình đó nè, giờ phải đi lùm à quên mấy bạn, phe mấy bạn cái này là mấy cái ớt ngọt của mình đó bạn, ớt ngọt mà bữa hổm mình ăn mình review á, mình lấy hộp đó bạn nè, đó ương đây vậy cho coi nó xịt lên rồi nè bạn nè, đó thấy chưa, được ít rồi, rồi ngon hang này, mấy cái cây con này không phải nha bạn, đó nè mấy cái này mới đúng nè, đó ớt nè, thấy chưa, có lý rồi hang, và con cuốn chiếu này mày đi chỗ khác rồi, sợ nó ăn cái cây của mình. Rồi tập trung vô chuyên môn đi hái lá sâm bạn ơi, quá chừng ba cái lá sâm đây, mọc dài ra nè này, cái nhánh nâu bạn, mọc dài tới dưới luôn, mình giờ mình quấn nó lên cho nó leo lên cho nó bò lên trên, lá này già quá. Thôi bỏ điện thoại xuống hái cho nó giết bạn ơi, này nhiều lắm, hái biết nào mới rồi. Thăm cái giò ha, sập này giò ngon bạn, hồi đó mình không biết, mình chia nó hôi gì đó, mình giò mình nói hôi mùi lá cây gì đó, trời giờ biết rồi nó ngon các bạn. Mà nó dai nó cứng nữa, hồi trước thôi đâu biết cách giò bạn, nó bọt không mà trời ơi mình thấy nó bọt không thấy ớn, ăn không được đổ mà. Giờ ngon rồi bạn, đó mình tính nhổ dục của mình cắt nó biết bao nhiêu lần luôn bạn nè, dấu cắt còn nè bạn thấy không nè, cái dấu cắt của nó nè đó nè, mình cắt mình bỏ nữa bạn nè, đây nó cũng vậy nè nè, thấy chưa. Đó, cây nó xịt lên cái mới á. Rồi giờ biết ăn rồi nên để bạn. Tối chút nữa tưới cây bạn ơi, giờ mấy ông thợ ông đang làm á, mình tưới cái nó giờ rớt xuống nước xuống dưới giờ mới không làm mất công. Tối chút người ta đi về hết rồi mình tưới. Rồi thôi, giờ đi hái lá sâm mấy bạn ơi. Hái được con thao nè bạn. Với cái bào nữa nè. Đó. Mà còn nhiều lắm nha bạn. Nè, cũng chưa xi nhê gì tụi nó hết trơn, còn cả đất thấy không? Mà nhiều quá mình hái hết bạn ơi. Giờ mình nhiêu đây trước đi ha, rồi giờ rảnh hái sau nữa, giờ xuống dưới mình rảnh mình đi rửa nè, rửa xong cái mình nấu nước sôi mình để nguội ăn thọ mình mới mua vô nữa bạn đó, 35.000 một chục nha, đó cái mình mua quen đó, cái mình ăn Mỹ tặng được cái mông gà mông gà vàng đó, giờ cái mình chuẩn bị mình đi trồng ra nha bạn đó ha, mình đi chuẩn bị đi trồng ra. Rồi vậy là hôm nay kết thúc video, mình chỉ thu hoạch được có mấy trái nè bạn đó, cà pháo hen, ớt, rồi mấy trái đậu rồng, hôm nay đậu rồng cũng khá rồi bạn nè, nay có bộ nó nhiều rồi, có lý rồi, không có hai ba trái nữa, nay có lý rồi đó, với bù chú chín nha bạn, chín cây chín bối luôn nha đó. Rồi mình cảm ơn mấy bạn đã xem video của mình rất là nhiều nha bạn, hết tặng cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh, cảm ơn mấy bạn rất là nhiều nha bạn, chào tạm biệt mấy bạn. Giờ mình phải đi trồng ba cái này đó, hơi ổn hả bạn, mấy ông thợ ông làm á, gán đi rồi mấy ông nói cỡ từng lễ nữa rồi.
Ví dụ như mấy ổng xong rồi khúc đó mình mới bắt đầu có tinh thần mình dọn dẹp rồi này kia gì đó thì mình dọn dẹp các bạn. Còn giờ mà mình cứ sàn vàng cái chỗ người ta mừng người ta cũng không thích bạn, đúng không? Lu bu cái chỗ người ta làm hộ mà mình đi làm vườn rồi cứ lu bu vậy hoài sợ là phiền gì dướng chân của mấy cái chú làm hộ đó bạn. Thì thôi mình cũng được sự thôi, mình cứ bỏ thí đi, thành ra không gặp có trồng rau rác gì mới hết trơn các bạn. Ok ha, tuần lễ nữa mấy ông gọi tới mình nha. Chào tạm biệt các bạn.